Ok, xin kính chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Quay trở lại với cái video của em Vương trên kênh Ichimoku Việt Nam. Chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2024. À thị trường của chúng ta thì phiên hôm nay tiếp tục có một cái phiên tăng điểm à, khá là mạnh nữa anh chị hai. À, với mức tăng gần 11 điểm tương ứng với 0.87%. À, thị trường chúng ta thì đóng cửa ở 1272.55 à, với một cái à, thanh khoản cũng khá là tích cực nữa anh chị. Như vậy là thanh khoản có sự bồi đắp vào à, sau cái phiên thị trường à, bùng nổ ở thứ sáu tuần trước anh chị thì hai phiên liên tiếp thị trường có, có sự bùng nổ bồi đắp thanh khoản vào. Thì phiên ngày hôm qua thì chúng ta có mức thanh khoản là 16.000, hơn 16.700 tỷ thì phiên hôm nay À, mức thanh khoản đã hơn 19.000 tỷ như vậy là mức thanh khoản nó nhích dần lên gì dạ. ha thị trường nó tăng điểm và cái thanh khoản có sự ủng hộ à, như vậy là nó tích cực kèm theo chúng ta thấy là ba phiên liên tiếp thị trường nó tăng đâu đó khoảng à, 50 điểm anh chị à. như thường lệ thì em sẽ cập nhật lại cái diễn biến của thị trường trong phiên ngày hôm nay cũng như là đưa ra cái kế hoạch hành động cho phiên ngày mai để xu hướng vận động của thị trường cũng như là các cái hành động của chúng ta anh chị nha anh chị xem cái video thì nhớ để lại cho em xin những lượt like nha rồi phiên à, giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường tiếp tục mở một cái gáp tăng nho nhỏ gì đâu đó khoảng 2 điểm à, và thị trường à, tăng điểm ngay từ đầu phiên à, thì cuối phiên sáng thì có cái sự à, rung lắc nhẹ trong phiên à, và qua phiên chiều thì, thì thị trường tiếp tục kéo trở lại và dòng tiền anh chị thấy là trong phiên chiều nó đã tham gia vào à, khá là mạnh à, đầu phiên thì thanh khoản thấp hơn cái phiên giao dịch ngày hôm qua nhưng mà chị thấy là qua bắt đầu giờ chiều thì thị trường dòng tiền nó đã phô mô vào mạnh hơn và đặc biệt là khi chúng ta thấy cái cổ phiếu nhóm bất động sản nó thu hút được dòng tiền và nó kích thích được cái tâm lý nhà đầu tư rất là nhiều à, cái cổ phiếu nhóm bất động sản luôn là như vậy thì nó luôn kích thích được cái tâm lý của nhà đầu tư rất là lớn À. Về cái sự biến động của thị trường Thì anh chị thấy hôm nay cái số cổ phiếu tăng Nó áp đảo cái số cổ phiếu giảm à. Tuy nhiên Vận động của cái uh, Rổ VN30 Thì anh chị thấy là trong phiên ngày hôm nay VN30 uh, giữ điểm số rất là tốt Đặc biệt là ngay từ phiên sáng anh chị, uh, Trong thời gian Cuối phiên sáng khi mà các cái cổ phiếu Mid Cap bị à, điều chỉnh trong phiên thì lúc đó chị thấy là điểm số thị trường nó vẫn tăng tốt à, và lúc đó là cái rổ VN30 nó cầm nhịp cho thị trường làm cho điểm số không có giảm à, giảm sâu thì, à, chỉ có những cái cổ phiếu midcap thì giảm mạnh à, trong cái điều chỉnh cũng kha khá, khá à, trong cái thời điểm cuối phiên sáng à. về các cái nhóm ngành thì hôm nay thì chúng ta thấy VN30 à, ngồi cái việc à, kéo điểm số của thị trường thì một cái nhóm là bất động sản thì đang có cái sự tăng điểm rất là tốt. À, phiên hôm nay là một phiên đặc biệt khi mà chiều à, hôm nay là phiên hàng thứ sáu về anh chị ha. À, nhưng mà anh chị thấy là nhóm bất động sản vẫn có những cổ phiếu kéo tím như là SGR, đất xanh hay PDR và những cổ phiếu khác cũng tăng rất là tốt như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nhóm bất động sản à, đã xác định cái đáy của mình, à, đã xác nhận là có đáy chính thức ha. Ừ và ngoài ra thì nhóm chứng khoán cũng à, xanh trở lại ở cuối phiên à, khá là ổn các cái nhóm ngành khác thì nhìn chung cũng có cái sự tăng điểm à, tăng xanh đỏ đang sang gì thép thì cơ bản cũng là những phiên tăng điểm ha à, nam kim hoa sen vẫn tiếp tục tăng được 1.4 phần trăm anh chị à. À, hoa sen thì tăng nhẹ một phần trăm và vgs tăng 1.4 phần à. trăm rồi bất động sản, à, khu công nghiệp, khu công nghiệp cũng xanh nhiều chiếm đa số ha. Đầu tư công à, cũng xanh điểm anh chị. Cũng tăng từ 1 đến 2%. À, bán lẻ, BNG thì cũng tăng rất là tích cực gần 3% anh chị. À. Nhìn chung thì à, thị trường của chúng ta khi ngày hôm nay à, xanh điểm nhiều cổ phiếu xanh. À. Và có cái sự à, tham gia của dòng tiền tích cực trở lại anh chị. À, về vận động chi tiết của các cổ phiếu thì anh chị thấy là trong phiên sáng rất là nhiều cổ phiếu nó điều chỉnh ở trong phiên, à, đặc biệt trong phiên sáng anh chị những cổ phiếu chúng ta sẽ nhìn những cái vận động của cổ phiếu ở trong cái khung đồ thị H1 à, như là BSI anh chị ha. Phiên sáng thì cũng giảm điểm, cuối phiên thì có à, Đâu đó khoảng 2 giờ thì kéo lên tăng tốt nhưng mà kết phiên thì cũng quay trở lại giảm. Đó. Agr, agr à, cuối phiên thì anh chị thấy là cũng có sự điều à, trong phiên sáng thì cũng có sự đỏ nhẹ, cũng có sự giảm đỏ và cuối phiên thì kéo lên. Đó. thì chỉ có điều chỉnh trong phiên anh chị, à, vix cũng là điều chỉnh. Và cuối phiên kéo lên. Như vậy điều chỉnh trong phiên. Điều chỉnh nhẹ nhàng trong phiên anh chị ha. À, SSI cũng vậy. Điều chỉnh nhẹ nhàng trong phiên. À. Rồi. À, à, VOS. VOS. Gì? À, VOS cũng có sự điều chỉnh trong phiên. Và cuối phiên kéo lên đóng đánh cao nhất phiên. Rồi HAH. Cũng là điều chỉnh trước phiên sáng và phiên chiều bắt đầu kéo lên đóng nén cao nhất phiên đẹp anh chị ha. Các cái cổ phiếu nhóm chứng đã tăng phục hồi nhiều hôm trước như là FTS. FTS thì hôm nay cũng đỏ nhẹ anh Cũng đỏ nhẹ kết phiên thì cũng đỏ nhẹ ha rồi mbs phiên này tăng 1.5 1.8 bsi cũng đỏ nhẹ bsi trong phiên ngày hôm nay biến động cũng khá là nhiều ha fts tuy nhiên là cũng giữ được cái giá quanh cái giá tham chiếu lúc kết phiên vds vds là cũng mà điều chỉnh trong phiên và kéo lên vào cuối phiên thì đó là nhìn chung những cái vận động của những cái cổ phiếu mà nó đã tăng à, trong các phiên trước thì phiên hôm nay nó có sự nhúng đỏ trong phiên và tiếp tục kéo lên vào cuối phiên thì, thì chúng ta sẽ nhìn cái đồ thị của VN Index để đánh giá nhận định cái xu hướng của phiên giao dịch tiếp theo cũng như các phiên à, giao dịch ngày mai cũng như các phiên tiếp theo như vậy nha Rồi như vậy là anh chị thấy thị trường của chúng ta phục hồi từ cái vùng đáy 1184 này anh chị đến cái vùng hiện tại 1172. À thì đâu đó khoảng à, hơn 90 điểm anh chị nha, hơn 90 điểm. À, thì nó chia làm hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là trước cái phiên à, bùng nổ theo đà. À, thì nó có một cái nhịp tăng trước đó đâu đó khoảng 40 điểm. À, từ vùng 1184 mà lên cái vùng 1124 anh chị. À và cái nhịp tiếp theo là từ cái nhịp bùng nổ theo đà đến là ba phiên gần đây thì thị trường nó tăng đâu đó khoảng 50 điểm à, thì anh chị thấy là thị trường nó đã phục hồi về đâu đó cái à, vùng kháng cự phía trên này rồi à, phục hồi khá là mạnh đó nha phục hồi hơn 90 điểm từ cái vùng đáy này như vậy là một mức phục hồi rất là lớn trong khoảng thời gian khá là ngắn ngủi thôi à cái ngày mà thị trường tạo đáy là ngày 5 tháng 8. Nè. bây giờ là ngày 20 tháng 8. Là trong vòng nửa tháng thị trường nó đã phục hồi đến hơn 90 điểm, một mức phục hồi rất là nhanh, rất là khỏe anh chị. À, thông thường một cái nhịp phục hồi dài như vậy thì à, hiện tại có thể nói là vn Index nó đã hiện tại đang gặp một cái vùng kháng cự ở 1270 270 và có hiện tại vẫn đang có sự rung lắc phiên này anh chị đặc biệt phần phiên sáng thì có cái sự rung lắc đối với các cái cổ phiếu midcap và sau đó thì thị trường bắt đầu kéo lên trở lại ở phiên chiều và chúng ta thấy là thanh khoản nó à, được bồi đắp vào đó là một sự tích cực tích cực anh chị nha à, của thị trường khi mà thanh khoản nó tiếp tục bồi đắp vào sau cái phiên à, bùng nổ theo đà chúng ta sẽ đánh giá cái thị trường kỹ hơn qua cái vận động ở cái khung độ thị H1 anh chị thì hiện tại anh chị thấy H1 thì có thể nói là thị trường đang bước vào cái vùng quá mua anh chị ha à, chúng ta đã bước vào vùng quá mua đâu đó khoảng à, hơn hai phiên rồi à, thì đang ở trên cái vùng quá mua này thì và thêm nữa là cái sự mất cân bằng à, giữa giá và các ngưỡng hỗ trợ à, tên can và Kizun hiện nay là nó đang mở ra khá là rộng như thế này khá là mất cân bằng rồi anh chị. À, và cũng có cái tín hiệu phân kỳ ở chiều trong ngắn hạn thì có thể bắt đầu từ ngày mai có thể sẽ xuất hiện những cái sự rung lắc à, điều chỉnh cũng có thể giống như phiên hôm nay là rung lắc à, trong phiên và sau đó là rút chân lên à, tuy nhiên thì cái khả năng cao hơn vẫn là khả năng điều chỉnh anh chị ha hiện tại thì vn index chúng ta đang có cái hỗ trợ ở 1267 và hỗ trợ tiếp theo là một hai năm mươi và hỗ trợ tiếp theo nữa là một hai bốn anh thì ba cái mức hỗ trợ là như vậy à, trong một cái nhịp phục hồi dài như vậy và thị trường đang mất cân bằng thì có thể sẽ có những cái nhịp nghỉ à, ngưng nghỉ để thị trường nó cân bằng trở lại có thể là điều chỉnh à, nhẹ nhàng về có thể là về lắp cái gáp anh chị ha lắp cái gáp này ở 1252 sau đó quay trở lại nhịp tăng À, thì thị trường đoạn này anh chị cứ canh những cổ phiếu mà chúng ta tham gia à, Thị trường có thể tăng xanh nhưng sẽ có những cổ phiếu đỏ à, Hoặc là thị trường có điều chỉnh à, nhưng cũng sẽ có những cổ phiếu tăng xanh à, Giai đoạn này chúng ta sẽ tập trung mạnh vào các cái cổ phiếu anh chị nha à. À, Kế hoạch của chúng ta thì vẫn như vậy anh chị nha Vẫn tập trung vào cổ phiếu các Tập trung vào các cái cổ phiếu của các cái nhóm ngành mà chưa được phục hồi nhiều À như là nhóm thép đầu tư công hay là một vài những cổ phiếu nhóm chứng khoán à, hay là cảng biển, dầu khí trong những cái cổ nhóm ngành đó sẽ có những cái cổ phiếu nó phục hồi à, trước và những cái cổ phiếu nó phục hồi chậm hơn thì chúng ta sẽ tập trung vào những cổ phiếu mà nó còn dư địa nhiều anh chị. À, còn những cái cổ phiếu mà nó đã phục hồi nhiều rồi à, thì anh chị tạm thời quan sát chưa tham gia. Có thể những cổ phiếu đó trong giai đoạn tới nó sẽ tích lũy trở lại à, và có thể là trở thành của cổ phiếu dẫn sóng nhưng mà chúng ta phải chờ đợi gì ha à, lúc nào nó xác nhận là một cổ phiếu mà dẫn dắt thị trường thì chúng ta sẽ tham gia còn hiện tại nó đã phục hồi nhiều thì có thể nó sẽ xuất hiện những nhịp chỉnh chúng ta sẽ tham gia sau anh chị nha ừ. hiện tại thì trong khung đô thị ngày anh chị thì bắt đầu từ ngày mai thì cũng đã xuất hiện những cái uh, tín hiệu điều chỉnh khách à, cái sự mất cân bằng cả trong khung độ thị ngày nó đã xuất hiện và có thể nó sẽ à, điều chỉnh sớm thôi, anh chị. nếu như sớm là trong phiên ngày mai và chậm hơn có thể là cái phiên à, ngày thứ năm, là ngày thứ sáu anh chị, à, khả năng, anh chị thấy nhìn cái eo may ở đây, thì có thể là cái phiên ngày thứ năm sẽ là một phiên điều chỉnh à, mạnh của thị trường và có thể bắt đầu à, điều chỉnh từ phiên ngày mai anh chị nha à, Rồi thì chúng ta cái thị trường mà nếu như nó có rung lắc các cái cổ phiếu đỏ thì anh chị canh tham gia. À, chúng ta vẫn à, canh những cái cổ phiếu như là của nhóm chứng khoán như AGR anh chị à, tiếp tục canh anh chị ha. Nếu như nó có phiên ngày hôm nay thì nó về thấp nhất là cái vùng mà 18 anh chị, 18 thì mình thì mình vẫn chờ nó lắp cái gap này ở vùng 17.7 để tham gia anh chị nha. À, rồi à, MBS Hôm nay thì AGR chỉ về đến 18 Thì mình chưa tham gia được Vẫn chờ tiếp anh chị à, MBS thì chờ Ở cái vùng 26 hay 6.5 ừ. Tiếp tục chờ anh chị ha Không có vội vàng Lên đây thì chúng ta Nó phục hồi của một dịp khá là dài rồi Anh chị chờ thêm à, VIX thì à, sáng nay về đúng gần Về có được vùng mua anh chị 11.75 là vùng mua của VX Đây. rồi sau đó là nó rút chân lên chị ha rút chân lên tăng được 1.5 anh chị nào tham gia được ở vùng này thì cũng có lợi nhuận tốt trong phiên rồi anh chị rồi SSI chứng khoán có khá nhiều cổ phiếu có thể quan tâm được anh chị SSI thì anh chị có thể chờ ở cái vùng 31.5 ừ. 31 31.5 31.7 này anh chị ha? là tham gia được VDS VDS thì anh chị phải chờ ở cái vùng 20.6 anh chị nha, 20.6. Còn anh chị nào có hàng thì chờ nó, nếu muốn đánh ngắn thì anh chị thấy là hiện tại 21.9 là là cái vùng cản khá là mạnh của VDS rồi thì nó sẽ rung lắc ở đây. À, nếu nhìn nó tích lũy ổn trên vùng 21.4 thì nó sẽ à, tiếp tục tăng anh chị nha. Rồi, uh, thép thì hoa sen, nam kim thì chúng ta uh, Mình đã cho anh chị khách hàng tham gia ở cái phiên uh, Ngày thứ 6 tuần trước anh chị Thì hiện tại cũng đã có lợi dụng khá khá rồi anh chị ha Nam kim, hoa sen Rồi, hoa sen thì tham gia đâu đó vùng giá 20.2 à, 20 20.2, 20.3 Còn nam kim Đều có cho lợi dụng anh chị Nam kim cũng cho lợi dụng tốt rồi anh chị ha Đâu đó khoảng 4% rồi À, Nam Kim thì tham gia ở vùng 20.6, à, 20.6. Đều cho lợi nhuận cả. Rồi à... Đất xanh hôm nay tiếp tục tím anh chị. Đất xanh thì à... mình chờ nó lắp gáp để tham gia. À, tuy nhiên thì nó tiếp tục có một phần phiên tím ngày hôm qua thì nó cũng à... bị bán ngược, tuy nhiên là phiên hôm nay nó vẫn được à, kéo tím. Cổ phiếu này anh chị à chờ một thời gian nó cân bằng trở lại rồi anh chị tham gia anh chị nha à, đất xanh trong giai đoạn tới cần phải à, nên quan tâm ha rồi NTL NTL thì phục hồi ngày hôm nay thì phục hồi cũng gần về cái vùng cản của nó ở 25.4 rồi anh chị sau đó thì bị bị rụt đầu ha à thì lên cái vùng đáy thì bị bán là là bình thường rồi anh chị nào muốn mua thì phải chờ chờ ở vùng dưới này anh chị à, 23.5 thì mới mua được ha rồi ngoài ra thì hôm nay mình cũng khớp được vos anh chị. À, vos mình mua ở cái vùng 16.8 thì vos trong phiên đã kéo lên à, lợi nhuận trong phiên đâu đó khoảng 3% phần à, trăm rất là ổn định anh chị nha À, ngay trong phiên đã có lợi nhuận rồi Thì cái điều này mình cũng đã chia, à, Trong râm khách hàng Râm lệnh này đưa trong râm khách hàng Tuy nhiên anh chị nào sau khi mà khách hàng đã khớp được Thì mình cũng chia sẻ public ra ngồi cho anh chị ha. À, anh chị có thể chờ Quanh cái vùng giá à, 16.8 16.7, 16.8 Nó có sự rung lắc trở lại là anh chị tham gia Từ 16.5 đến 16.8 Có thể tham gia ha Rồi HAH KH thì anh chị có thể chờ ở vùng giá 41.241.3 anh chị là tham gia được. Chờ nó rung lắc thêm một tí nữa. Ngày hôm nay thì nó cũng chưa về đến cái vùng mình chờ anh chị, chỉ một tí thôi. Chờ thêm một tí nữa anh chị. Giai đoạn này thì anh chị cứ chờ những cổ phiếu mà nó rung lắc đỏ để nhặt vào anh chị nha. Không có nên đua xanh tím trong giai đoạn này đâu. Thị trường nó đang tăng rất là mạnh rồi. Và cái nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn là rất là cao. Do đó anh chị nên à, chờ những cái nhịp mà thị trường nó rung lắc. À, thì anh chị tham gia trở lại. Ha. Sẽ an toàn hơn. À. Rồi, PVD. Đó, PVD thì cũng đã tham gia ở 27.3. Cũng đã có lợi nhuận rồi anh chị. 27.3. Rồi thì chúng ta sẽ chờ phục hồi ở cái vùng 30, à, chờ lên vùng 30 anh chị nha, chốt ở vùng 30. Rồi uh, DPG Đặc phương. À, đặc phương thì cũng uh, chạm ghét rồi anh chị. À, những cổ phiếu nào nó chạy rồi, chạy mạnh rồi thì chúng ta không tham gia, bỏ qua anh chị nha. À, IDC IDC thì ngày hôm nay nó test lại 61 là tham gia được anh chị. IDC anh chị nha. Đây là một cổ phiếu đánh khá là bền, tuy là nó đi chậm nhưng mà khá là bền anh chị. Rồi, ok thì đánh giá qua một vài cái cổ phiếu như vậy. Để anh chị có cái sự chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày mai. À, hy vọng cái góc nhìn của em về thị trường về cổ phiếu có thể giúp anh chị đầu tư tốt hơn anh chị nếu như thấy những cái chia sẻ của em là à, phù hợp với cái gu đầu tư của mình à, chị có thể về đồng hành cùng em bằng cách mở một cái tài khoản SSI hoặc nhìn nếu như có tài khoản rồi thì có thể chuyển ID về em quản lý ID của em là y 610022 à, chúng ta sẽ cùng đồng hành trong giai đoạn sắp tới nhỉ ha À, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video. À, anh chị nhớ cho em xin những lượt like anh chị nha, cũng như là những cái tương tác tích cực ở phần bình luận. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.